quốc gia Việt Nam đến từ khắp nơi như anh Nguyễn Sơn Anh Tuấn đến từ San Jose, anh Huỳnh Ngọc Phước đến từ Houston và anh Trần Doãn Hoàng đến từ Dallas. Cảm ơn sự hiện diện của tất cả khoảng 30 diễn giả từ khắp nơi trên thế giới về đây để trình bày, hội thảo và cho tất cả chúng ta rất là nhiều ý kiến đóng góp quý báu. Quầy chỉ có 5 phút, thành ra quầy không thể list hết 30 diễn giả. Bây giờ thì một lát nữa hội chuyên gia sẽ có tặng quà cho 30 diễn giả thì quý vị sẽ biết tên và những diễn giả đó là ai. Phần văn nghệ phụ diễn sẽ do ban nhạc Việt Ben phụ trách. Hy vọng là quan khách sẽ ở lại và tham dự phần giao hữu khoảng 10 giờ tối nay. Phân hội Houston và Dallas có rất nhiều anh chị em có tinh thần văn nghệ rất là cao và sẽ đóng góp một màn giao hữu ballroom luyện tập rất là công phu cho chương trình hôm nay. Xin quý vị một tràng pháo tay cho phân hội Houston và Dallas. Và xin chúc tất cả quan khách thưởng thức một buổi ăn tối thật ngon và một đêm văn nghệ thật là vui vẻ. On behalf of all members of the VBS Southern California Chapter, I welcome all of you tonight. Especially I want to thank you, the President of VBS and Nguyễn Ngọc Danh, who come from Paris to support and help us organize this conference. I also want to thank you, the Chairman and Chairwoman of this conference, and Nguyễn Trí Minh and Chị Xuân Vũ, who spent countless hours and sweat to prepare everything for this conference. From raising funds, inviting speaker, and many other miscellaneous things. I also want to thank you many VBS executive board members like Huỳnh Ngọc Phước from Houston, and Nguyễn Sơn Tuấn from San Jose, and Trần Doãn Hoàng from Dallas, và có thể vượt quên một người nữa là anh Trần Hữu Nhân, xin lỗi anh Nhân. I also want to thank you and welcome many outstanding speakers who come to present and discuss a lot of significant and valuable ideas to help VBS members think about the role of a Vietnamese professional, global and local professional. The entertainment tonight will be played by Big Band, and I hope you will stay until the dance party at 10 p.m. tonight. I hope you will enjoy the dinner and the show tonight. Have a lot of fun with us. Thank you very much. Thank you, Chị Holly. I just want to make a brief remarks. This whole morning, this whole afternoon, we've been talking about business. To begin the event, I want to introduce, Chị Xuân, Chị Holly nói là mời anh Dũng tới for the introduction somewhere. He's the president of the Vietnamese Professional Society. Danh. Xin kính chào quý vị. Hồi đầu tôi định nói tôi làm cái bài diễn văn tối nay bằng tiếng Anh, nhưng mà tôi nhớ là mỗi lần tôi nói tiếng Anh chỉ có mình tôi hiểu mà. Thành ra tôi kính thưa quý vị, tôi ngày mai tôi sẽ có dịp nói chuyện nhiều nữa. Thành ra hôm nay đó, tôi lên đây đó, trước hết tôi xin kính chào quý vị. Nhưng mà tôi có một cái chuyện là tôi lên đây để mà tôi giới thiệu một người khách đặc biệt. Người khách đặc biệt mà tôi rất kính trọng, tôi quen cũng từ lâu rồi. Hội chuyên gia cũng đã quen từ lâu rồi. Bởi vì cách đây 4 năm, trong cái đại hội quốc tế ở Paris, quốc tế của hội chuyên gia chúng ta tới Paris, thì cái vị khách đặc biệt đó đã có đến tham dự và cả chương trình. Thì lúc đó đó cái vị khách đó tôi quen lâu là cái gì đó, cùng về với tôi cũng là một kỹ sư cũng về xây cất, mặc dù tôi cũng giờ tôi hành nghề xây cất đó, đó. Vị khách tôi nghĩ là cũng hành nghề xây cất, bởi vì vị khách đó sau khi học kỹ sư ra thì đi lo về làm báo chí, là bình luận gia về chính trị trong tờ báo, và lúc đó đã mời, đã tham dự cái đại hội Paris. Và lúc đó thì ngày hôm nay đấy, hôm nay hội chuyên gia chúng ta lại có cái dịp được cái vị khách đó trở lại đây với chúng ta để mà nói chuyện tối hôm nay. Nhưng mà hôm nay đó thì vị khách đó lại được có thêm một cái chức mà tôi mới biết là cách đây một tháng. Vị khách đó là trở thành đã là tổng bí thư của cái đảng đầu tiên mà đang
vừa ra mắt cách đây một tháng, đó là đảng Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đảng. Đó là xin mời kỹ sư Lý Thái Hùng. Thì trước khi tôi nhận lời cho anh Hùng, thì có cái đặc điểm đó là tôi với anh Hùng nữa, mặc dù học cùng nghề, nhưng anh Hùng nữa có lẽ là hành nghề với anh Hùng, mà anh Hùng đó có cái đặc điểm học ở Đại Nhật Bản. Có lẽ vì lý do là anh Hùng sẽ nói là khác với tôi rất là nhiều là vì học ở Đại Nhật Bản. Xin mời anh Hùng. Xin cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Danh rất là nhiều. Kính thưa quý vị quan khách, kính thưa anh Bộ trưởng và quý anh chị trong Bộ chuyên gia của Việt Nam, kính thưa còn thưa quý vị, chúng tôi xin được chân thành cảm tạ ban tổ chức Đại hội chuyên gia tại Bắc Mỹ đã cho phép chúng tôi có cơ hội được trình bày một số những suy nghĩ của mình trước một cử tọa rất là chọn lọc, toàn là những người đa tài, và để thêm một cái tâm là mong muốn phục vụ xã hội, và đặc biệt hơn nữa là cùng mang lý tưởng cách mạng Việt Nam. Kính thưa quý vị, năm nay chúng tôi được biết là Hội chuyên gia đã chọn chủ đề cách mạng Việt Nam. Không biết sự chọn lựa này nó là sự cố ý hay là tình cờ, bởi vì việc chọn lựa cái chủ đề này, Hội chuyên gia Việt Nam đã tạo một sự trùng hợp lịch sử là cách nay đúng 100 năm. Cụ Phan Bội Châu, một chiến sĩ yêu nước vào cuối thế kỷ 19, đã dùng nó như là một cái chủ điểm để viết trong một tập sách mang tên là Lưu Cầu Viết Lệ Tâm Thư. Và cái nội dung của cụ cũng chuyên chở đó là kêu gọi những thành phần sĩ phu, đặc biệt là thanh niên sinh viên Việt Nam vào đầu thế kỷ 20, hãy nhìn ra cái bi thảm của đất nước và đừng chờ đợi cái sự cải cách của người Pháp, cũng như đừng chờ đợi cái sự cải cách của triều Nguyễn, mà mọi người hãy giác ngộ, hãy ý thức cái tình trạng mất nước và cái tình trạng lạc hậu của Việt Nam để cùng đứng lên thực hiện bốn cái điều mà cụ Phan Bội Châu đã kêu gọi. Đó là khai mở dân trí, thứ hai là chống hưng dân phong, thứ ba là vung hộ nhân tài, và thứ tư là củng cố cái sĩ tiết của người dân để tiếp tục cái công cuộc kháng chiến giành độc lập cho đến ngày thành công. Bốn cái điều kêu gọi đó của Phan Bội Châu đã chuyên chở trong cái tập gọi là Lưu Cầu Huyết Lệ Tâm Thư. Và của Phan Bội Châu đó đã nói được một điều mong mỏi là thanh niên Việt Nam vào đầu thế kỷ 20 là hãy cùng góp công căn tâm con người và căn tâm đất nước ngay trong giai đoạn kháng chiến này. Và thưa quý vị, cụ Phan Bội Châu đã viết cái tập sách đó vào lúc cụ vừa tròn 30 năm. Nhưng mà thưa quý vị, và lúc mà đất nước chúng ta hoàn toàn bị phong tỏa bởi người Pháp, thì lấy gì để mà căn tâm, lấy gì để mà khai mở dân trí? Thì cụ Phan Bội Châu ta nhìn về xứ Nhật, một đất nước mà trước đó 40 năm có một cái hoàn cảnh giống như Việt Nam, nhưng mà nhờ minh trị thiên hoàng vào năm 1867 đã tiến hành một cuộc căn tâm, và Nhật Bản đã trở thành một cường quốc Á Châu. Và chính cái yếu tố đó đã tạo thêm cái niềm tin cho cụ Phan Bội Châu vào lúc đó, với một thanh niên 38 tuổi là nghĩ rằng Nhật Bản sẽ hỗ trợ dân tộc Việt Nam để đứng lên chống lại người Pháp. Và cụ đã xuất chương sang Nhật Bản vào năm 1905, tức là sang năm đúng 100 năm cụ Phan Bội Châu sang Nhật, để mà vận động nước Nhật hỗ trợ dân tộc Việt Nam chống Pháp. Và cụ cũng đã phát động phong trào đông du để đưa thanh niên Việt Nam sang Nhật du học, và đã có 200 thanh niên sinh viên được đưa sang Nhật từ khắp nẻo đường đất nước vào năm 1905 và năm 1906. Đây có thể nói rằng là thành phần sinh viên ưu tú nhất đã được đưa đi du học ngoại quốc vào trong giai đoạn mà đất nước chúng ta rối ren và loạn thế. Nhưng mà thưa quý vị, ước nguyện của người Pháp của Châu và ước nguyện của hàng trăm thanh niên sinh viên đông du vào lúc đó đã bị hủy diệt khi mà người Nhật Bản đã vì quyền lợi của họ tại Trung Quốc đã ký một hiệp bất tuân thủ luật pháp và đã đuổi tất cả những sinh viên kể cả cụ Phan Bội Châu khỏi Nhật Bản vào đầu năm 1907. Và trong cái hoàn cảnh bi thương đó đã có một số thanh niên trong phong trào đông du
đã treo cổ tự tử và đã tự sát để phản bội lại cái sự giả mạo nhà tộc của chúng ta. Và ngày hôm nay ở tại Tokyo vẫn còn những ngôi mộ của những người thanh niên đông dương cách đây 100 năm, và cá nhân chúng tôi cũng đang được đến thăm và thắp những nén hương cho những ngôi mộ. Và chúng tôi nghĩ rằng là chính cái khí tiết của những người thanh niên đông dương thời đã thôi thúc chúng tôi, đã làm cho chúng tôi được tiếp tục con đường tổ chức vào năm 1975 khi mà Cộng sản Việt Nam cũng chiếm Việt Nam. Thưa quý vị, đúng 100 năm trước đây, cụ Phan Bội Châu đã bôn ba đưa từng thanh niên Việt Nam ở khắp nẻo đường đất nước để sang Nhật Bản du học, và ý nguyện đó đã bị phản lại. Và liên tiếp sau đó, cụ Phan Bội Châu vì hoàn cảnh khó khăn, những cái nỗ lực khai mở dân trí, phun mồi chân tài để chuẩn bị cho đất nước cũng đã không đạt được như ý nguyện, và cụ đã mất. Nhưng mà thưa quý vị, cái ý nguyện của cụ Phan Bội Châu và cái tâm tư để canh tác đất nước vẫn còn lưu truyền nhiều thế hệ sau đó. Và mỗi thế hệ có cách trồng lợi và cách thay đổi khác nhau, nhưng mà chúng ta thường nói là một điều là cái việc chấm dứt cái tình trạng lạc hậu chậm tiến Việt Nam, đó là ước nguyện chung của mọi người Việt Nam. Nhưng rất tiếc một điều là ước nguyện đó cho đến ngày hôm nay vẫn chưa thành, trong khi những quốc gia cùng thời với chúng ta sau Thế chiến thứ hai đó họ giải quyết xong cái bài toán chất tâm và họ đang trở thành những quốc gia tâm hương cực điểm, trong khi nước ta càng ngày càng lạc hậu. Đó là nỗi buồn và đó cũng đúng dụng của đất nước chúng ta, của chất tâm chúng ta. Và ngày hôm nay tuy cái công cuộc đấu tranh để chúng ta làm sao có cái điều kiện để mà xây dựng đất nước, để chấm dứt độc tài tranh tâm đất nước, nhưng mà so với thế hệ tiền bối khác thì trong thời đại ngày hôm nay chúng ta có cái may mắn hơn, có những cái cơ hội hơn. Đó là năm 1975, với sự ra đi của những người Việt tị nạn tìm tự do ở xứ người, vô hình chung dân tộc chúng ta ngày hôm nay đã có gần hơn 300.000 chuyên gia trí thức đang sinh sống tại khắp nơi trên thế giới. Với một lực lượng chuyên gia ngày hôm nay đang sống tại hải ngoại, thưa quý vị, đã gấp hàng ngàn lần so với những thanh niên được đưa đi du học thời đông du cách đây 100 năm. Và chúng tôi nghĩ rằng cái tập thể chuyên gia tại hải ngoại đang là chủ trường vững chắc nhất cho dân tộc chúng ta có điều kiện vươn lên khi mà đất nước chúng ta có tự do dân chủ, và chúng ta không cần phải dựa vào bất cứ thế lực nào, bởi vì tôi tin chắc là người Việt Nam sẽ không bao giờ bỏ rơi đất nước và dân tộc Việt Nam. Và cũng trong điều kiện đó, thưa quý vị, khác với những thời các bậc tiền bối của chúng ta sống trong một cái thế giới căng thẳng của cái thời thực dân hay là của cái thời chiến tranh lạnh, thì ngày hôm nay chúng ta đang sống trong một môi trường phát triển về tự do dân chủ, và tự do dân chủ đang trở thành cái nền tảng căn bản cho nhân loại để tiến bộ và phát triển. Và đây là cái xu hướng tất yếu mà không có thế lực nào ngăn cản. Cho nên với những cái điều kiện lịch sử đó, tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều quan tâm đến đất nước, và chúng ta sẽ khai thác cơ hội này để làm sao chúng ta chấm dứt được cái sự độc tài tại Việt Nam để có cái điều kiện căn bản. Và chúng tôi hy vọng rằng, và chúng tôi cũng lạc quan tin tưởng rằng, với khối chuyên gia tại hải ngoại, chúng ta có thể lạc quan tin tưởng là thế hệ này chúng ta có thể giải quyết được để bằng con cách thống đất nước Việt Nam. Trong cái tinh thần đó, thưa quý vị, là ngày hôm nay đất nước chúng ta bị thu thiệt với thế giới ở ngoài rất là nhiều, đừng có ai cũng biết. Nhưng có một điều chúng ta cần quan tâm là cái chính sách thay đổi của Cộng sản Việt Nam nó chính sách thay đổi nửa vời và phá víu. Và chính cái chính sách đó là ngày hôm nay đã tạo ra nhiều cái nan đề cho đất nước chúng ta về vấn đề dân sinh, về vấn đề xã hội. Cho nên chúng ta trong giai đoạn này không thể chờ đợi chấm dứt cái chế độ độc tài rồi mới tiến hành những biện pháp thay đổi hay cách tân. Và chúng ta đồng thời phải giải quyết cái bài toán cách tân để ngăn chặn cái tình trạng suy đồi của đất nước và ngăn chặn cái tình trạng khó khăn mà có thể gặp tạo những cái nguy hại của đất nước trong lâu dài. Và chính trong cái tầm đó, những cái nỗ lực của anh em trong bộ chuyên gia Việt Nam, chúng tôi rất là thán phục, và chúng tôi mong muốn rằng những cái nỗ lực của anh em bộ chuyên gia sẽ là những nỗ lực để góp phần tạo cái điều kiện để chúng ta
vừa canh tác đất nước, vừa hỗ trợ phá vỡ những mảng của những công ty trong kia để tạo điều kiện để mà dân tộc chúng ta có những cơ hội hùng để chấm dứt cái chế độ của ta này. Và trong tinh thần chia sẻ để kỷ niệm 100 năm mà cụ Phan Bội Châu đã đưa ra cái lời tâm huyết của mình để kêu gọi những người thanh niên Việt Nam 100 năm trước đây để cùng đứng lên để canh tác đất nước, thì ngày hôm nay Hội chuyên gia đã đưa ra cái chủ đề canh tác. Tôi xin chia sẻ một vài ý kiến để mong rằng tất cả quý vị với con tim khối của chúng ta cùng một lòng để chúng ta làm sao nỗ lực hợp tác để giải quyết cái bài toán thành tựu đất nước trong cái thế hệ này. Tôi xin cảm ơn quý vị. Vâng, xin cảm ơn anh Hùng đã nói những lời rất là quan trọng và rất là có nhiều tấm lòng với Hội Chuyên gia Việt Nam và Cộng đồng Việt Nam của chúng ta hôm nay, có rất là ý nghĩa với những cái vai trò của chúng ta trong hiện tại và tương lai. Và bây giờ bắt đầu chương trình, chúng tôi xin mời Việt Ben sẽ trình bày một bài để rất vui cho buổi dinner của chúng ta hôm nay. Đó là bài Oyo Kumuba. Xin mời Việt Ben. Thank you.
nguyên nguyện của công ty BTS Boston. Nguyên nguyện thì Solar Energy Workshop with my country who unfortunately is here, and I'd like to give this to, I give and give two gifts, and I ask I'm going to give it to my country. I'd like to ask Nguyễn Ngọc Nhân to come up here as well. So thank you. We would like to also thank Nguyễn Ngọc Đào, who flew all the way from Italy for this conference. Bên này anh tập. We like to ask when the food comes as well from the guest user. Mùa xuân đầu nụ
Trước hết là không biết là cái vấn đề mà âm thanh tới đâu rồi, cho nên ok chưa quá. Thực tế trước hết anh xin gửi lời cảm ơn đặc biệt với có thể nói là đoàn quay phim Phan Hậu Châu, và đặc biệt là có những cái ban nhạc cũng được giải rác từ Huy Anh Phúc, từ Huy Anh Phúc tham dự cho cái cuốn video mà đoàn quay phim Phan Hậu Châu sắp xuất hiện trong quý vị đây. Và thực tế thì Đức Thanh lúc đầu đó, thì cũng nói là tại sao mà ban tổ chức mà chơi ép Đức Thanh vậy? Tại vì sao để cái projector ở ngoài kia làm sao có thể là họ nhìn mặt Đức Thanh được không? Nhưng mà ban tổ chức nói gì cũng có biết không? Anh đừng có lo, chưa tới ngày Halloween nhìn mặt anh làm gì? Thì mong quý vị cũng thông cảm trong giây lát thì Đức Thanh. Và cái đặc biệt của Đức Thanh là gần như tất cả những cái sẹo trên người Đức Thanh là đều do cái chiều mình này. Cho nên Đức Thanh có lời nói là Đức Thanh muốn đổi bài này thành bài những cái sẹo tuổi thơ để anh lên. Thì xin mời quý vị thích cảm phòng cái gì tuổi thơ.
without the microphones. Okay? So for that, I ask every one of you to be as quiet as you can. Remember the kindergarten times when the teacher says party? That's what I want. And hopefully you all can then hear this, the wonderful kid we have. I know they put a lot of preparation in, and I'm very, very embarrassed that the sound system work, but again, but you know, it's a technical issue. So please do the best you can. Kính thưa quý vị, đây là cái tử trình tử vi tự diễn của Pháp hội Houston mới tập được 2 lần tối qua và 1 lần được đưa đây. Không tìm được có hai bé.
Thank you.
và có chỉ định của nước đất nước
Và mỗi người anh hùng có một số chỉ sẽ đến từ 1 đến 5 tới 5.
về núi cao, khí lạnh, và trong đó là mấy năm trước quý vị cũng có thể biết được là cộng sản đã bán đất này. Quý vị đoán được chưa? Các bạn thương là thế đó. Đây là một mảnh đất đã được vun bồi phát triển từ vật chất đến tinh thần qua bao triều đại, đã bị cộng sản biến đổi, uốn nắn cho phù hợp với chủ thuyết xã hội chủ nghĩa. Thành phố Thừa Thiên, đây là một thành phố thuộc tỉnh Thừa Thiên, nó rất là nổi tiếng về sông Hương, núi Người, chùa Thiên Mụ, chợ Đông Ba và cầu Trường Tiền. Nơi này có rất là nhiều danh lam thắng cảnh, có hồ Than Thở, hồ Xuân Hương, Thác Cao Ly, hồ Nguyên Linh và rừng Tơ Sái. Bye.
phần kế tiếp là chắc là quý vị đang mong đợi để mà get the prize và được ánh hụt số 1. Thì xin diễn tả là ánh hụt này là người có chí lớn là, và có tài của một nhà lập quốc. Tôi chút chi tiết thêm về anh hùng thứ hai là khi làm vua ông ấy về
tôi xin mời VPS Dallas sẽ mang đến với quý vị một tiêu vũ thứ vinh. Drum Bar, xin mời VPS Dallas. Thank you.
Trong giây phút bình yên, lá vàng
Thank you.
trying to make this devil let me.